Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hoàng Tiền Retest. Ok, rất là vui lại được gặp các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục test game trên con Realme C3. Realme C3 với phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ 32GB hiện tại đang được bán tại Thế Giới Di Động với giá là 2.990.000. Thì mình thấy trên kênh mình rất là nhiều anh em hỏi con này, thì mình sẽ test game để cùng anh em trải nghiệm nha. Con này hiện tại có hai màu, đó chính là màu đỏ và màu xanh dương. Và hiện tại còn một bản là RAM 3GB, bộ nhớ 64GB, giá là 3.390.000. Thì hôm nay mình sẽ test game trên con RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, giá là 2.990.000 cùng các bạn nha. Trước khi test game thì xin giới thiệu sơ bộ về thông số kỹ thuật của con Realme C3. Sử dụng màn hình giọt nước rộng 6.5 inch, công nghệ màn hình IPS LCD HD+, để trang bị mặt kính cường lực Corning Glass 3, chạy hệ điều hành Android 10, được hỗ trợ bởi chip MediaTek Helio G70 8 nhân, 2x2.0 và 6x1.7 GHz, chip đồ họa Mali G52 MC2. Với viên RAM là 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Thiết kế nguyên khối khung và mặt lưng bằng nhựa dày 8.95mm và trọng lượng là 195g. Với viên pin là 5000, nhưng mà con này thì không có pin, không có sạc cả nhanh nha các bạn. Con này chỉ có chế độ là sạc ngược qua cáp và tiết kiệm pin thôi. Ok, mình đã đăng nhập vô tài khoản Liên Quân rồi, thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn coi với một con chip Helio G70 và một viên RAM là 3GB, thì con này về phần cài đặt Liên Quân sẽ như thế nào nha. Ok, phần quảng cáo thì hơi rắc rối chút xíu, để mình tắt nó đi cho các bạn nha. Giá hiện tại là 2.990.000, thì con này trong phân khúc giá 3 triệu cũng là một sự lựa chọn rất là hoàn hảo cho các bạn nha. Về phần cài đặt thì sẽ như thế nào đây? Có bật được FPS cao hay không? Oh no, không bật được FPS cao rồi các bạn ơi. Độ phân giải HD thì ở mức siêu cao. Chất lượng hình ảnh thì không bật được HD nha các bạn. Ôi thở dài hơi buồn chút xíu. Về phần cài đặt Liên Quân Mobi trên Realme C3, RAM 3GB, bộ nhớ 32GB với Helio G70 8 nhân, thì không bật được FPS cao và chất lượng hình ảnh thì cũng không bật được mức HD. Bây giờ thì mình sẽ vô mình chiến game cho các bạn nha. Nếu mà đánh giá về con này thì mình sẽ tiếp tục đánh giá cho các bạn, nhưng mà nếu mà với tầm giá 3 triệu mà các bạn mua game để mua điện thoại để chơi Liên Quân, thì theo như mình thì con này không nên. Cái đó đánh giá của mình thôi nha, còn tùy cho các bạn. Nếu các bạn yêu thích dòng Realme thì các bạn có thể mua con này với tầm giá 3 triệu là ngon rồi. Nhưng mà nếu so với các đối thủ khác thì con này hơi yếu một chút xíu nha. Bây giờ thì mình sẽ chọn con gì đây ta, để cho đồng đội mình chọn hết trước đi rồi mình sẽ chọn. Ok, lại là một chiến thuật quen thuộc, là cho người ta chọn hết rồi đến lượt mình chọn, và mình sẽ chọn Toro, mình lại tiếp tục đi hỗ trợ cho người ta thôi. Chơi gà thì không nên đánh xạ thủ cũng là không nên đi rừng. Mình sẽ chọn Toro để hỗ trợ cho người ta. Trong quá trình các bạn chơi thấy mình chơi gà quá nó đỡ bị chữ. Chơi xạ thủ với đi rừng mà gà là bị chữ nhiều nhất. Nên bởi vậy mình test game chủ yếu là mình chơi Toro, mình đi hỗ trợ cho các bạn. Nói chung là bây giờ mình sẽ đánh giá chi tiết về con Realme C3 này, và cuối cùng mình sẽ chốt hạ cái câu là tại sao các bạn mua một chiếc điện thoại 3 triệu thì không nên mua con này nha. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ đánh giá nó cùng các bạn. Con này thì chỉ bật được FPS thôi nha các bạn, không bật được FPS cao, và chất lượng hình ảnh thì cũng chỉ ở mức bình thường thôi, không được HD nha. FPS 30 này các bạn. Realme C3 thì hiện tại có hai phiên bản. Nói chung là hai phiên bản của con này thì chỉ khác nhau cái bộ nhớ thôi nha các bạn, còn tất cả thì đều rất là giống nhau. Realme C3 thiết kế đẹp mắt với màn hình giọt nước tràn ra các cạnh. Viền màn hình được Realme tinh giảm cho tổng diện tích hiển thị của máy lên đến 89.9%.
Màn hình của máy có kích thước lớn 6,5 inch trên tấm nền IPS, đặc biệt được bảo vệ bởi lớp kính cường lực Corning Glass 3 với độ bền cao, khả năng chống va đập tốt. Con này ngoài màn hình 6,5 inch cực rộng, trang bị kính cường lực Corning Glass 3, còn được hỗ trợ bởi chip đồ họa Mali G52 MC2. Nói chung là về phần màn hình cũng như là đồ họa của con này thì ok, chất lượng tuyệt vời. Con này thiết kế mặt lưng sau là mặt lưng nhám nha các bạn, cho các bạn cảm giác cầm chơi game rất là chắc, chắc chắn luôn, bám vào tay các bạn là chắc. Realme C3 chạy hệ điều hành Android 10 được hỗ trợ bởi chip Helio G70 8 nhân 2x2.0 và 6x1.7 GHz. Với viên RAM là 3GB, bộ nhớ là 32GB. Đây, sẽ đánh giá về cái phần bộ nhớ nha các bạn. Con này với bộ nhớ 32GB, nếu các bạn mua về chơi game mà các bạn không mua thêm thẻ nhớ ngoài thì con này các bạn chơi game được 1 năm, mình dám đảm bảo các bạn một câu là hơi bị lắc một chút xíu nha. Bởi vì với bộ nhớ 32GB thì cái dung lượng lưu trữ của nó rất là ít, chỉ được 1 năm thôi. Nếu các bạn mua mà chơi khoảng tầm 1 năm mà máy các bạn thấy lắc thì các bạn nên xóa bớt những cái ứng dụng không cần thiết và dẹp bớt những cái bộ nhớ. Nói chung là dọn dẹp bộ nhớ các bạn thì máy các bạn chơi sẽ mượt. Nhưng mà bù lại thì con này hai sim hai sóng kèm khả trợ thẻ nhớ tối đa lên 256GB. Nếu các bạn muốn chơi con này mượt trong vòng 2-3 năm thì chỉ cần mua một cái thẻ nhớ khoảng tầm 64GB đến 128GB chơi bao mượt luôn. Trang bị viên pin là 5000. Con này nếu viên pin 5000 này các bạn có thể chơi game liên tục trong vòng 7 đến 8 tiếng. Nhưng hơi buồn một chút xíu là con này không có trợ sạc nhanh nha. Con này mà các bạn sạc hơi bị lâu, khoảng tầm 2 đến 3 tiếng mới đầy được viên pin 5000 này. Wow, sao cứ mỗi lần chơi Toro là mình bị người ta xử lý thật là đẹp luôn. Lại bị hạ một mạng rồi. Đồng đội ơi, rồi xong luôn, mạng thứ hai bị hạ nè. Vô phan nó đi, Varin. Ồ, hay lắm, có đồng đội hỗ trợ rồi. Không sợ mình chơi ngu, chỉ sợ đồng đội hỗ trợ dở. Thấy không, đồng đội mình hỗ trợ tuyệt vời, là không có gì là không thể làm được hết các bạn. Mình đã hạ một đứa rồi. Nói chung là liên quân thì mình chơi cũng tạm tạm ổn nha các bạn, không đến mức độ mà chơi gà để các bạn phải chơi, bởi vì mình tu luyện rất là nhiều. Thì mình vừa đánh giá con Realme C3 với màn hình giọt nước 6,5 inch, công nghệ màn hình HD cộng, chip Helio G70 8 nhân. Thực sự thì với một con chip Helio G70 8 nhân, con chip này cũng khá là mới nha các bạn. Thường thì mình thấy chip G, đầu G thì thường sử dụng trên những dòng sản phẩm như là Xiaomi cũng như là Realme. Mấy cái dòng này thì mình test game thì mình cảm thấy cũng là ok, cũng được. Viên RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, pin 5000. Nhưng bạn nào mà đang đam mê dòng sản phẩm Realme, đặc biệt là Realme C2 thì các bạn Realme C3 thì các bạn có thể mua con này về chơi game cũng khá là ok nha. Nhưng mà nếu các bạn đang phân vân là giờ tôi có 3 triệu thì tôi sẽ mua một chiếc điện thoại nào về để chơi game, thì nếu như mình, theo như mình thôi nha, theo như mình đánh giá thì nếu các bạn có 3 triệu thì các bạn có thể mua con Vsmart Lite 4 nè, vừa mới ra mắt nè, Vivo U10 nè, Vivo U10 gì nữa ta, các bạn biết con gì thì có thể liệt kê ra cho mình nha. Nhưng mà các bạn có thể thêm vài trăm nữa để mua hai con mình kể trên á. Bởi vì hai con đó thì nó chạy chip Snapdragon 675 cho Smart Lite 4 nè, U10 thì Snap 665, trang bị viên pin 5000 kèm công nghệ sạc nhanh nữa chứ. Màn hình thì bao đẹp rồi. Nói chung là nếu mà các bạn muốn đang phân vân không biết mua dòng nào trong phân khúc 3 triệu thì hai con đó sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời. Còn nếu các bạn đã có dự định mua Realme C3 rồi thì ok, các bạn cứ hốt đi nha. Con này cũng rất là ngon trong phân khúc giá 3 triệu nha. Nãy giờ mình đánh giá thì để theo quan điểm của mình thôi, còn có gì sai sót thì các bạn đừng ném gạch ném đá mình nha, tội mình. Mình chỉ đánh giá theo suy nghĩ của mình thôi. Còn nếu mà con này 3 triệu thì ok, cũng là ngon rồi nha các bạn. Còn nếu các bạn muốn mua một con ngon hơn thì các bạn thêm khoảng tầm mấy trăm nữa thì mua Lite 4 hoặc là U10. Realme 5i cũng được. Xiaomi thì có Xiaomi
như mình thì Xiaomi thì các bạn mua Xiaomi Note 9 cũng được. Nhưng mà trong phân khúc 3 triệu thì mình vẫn thích con U10 với con Line 4 hơn nha các bạn. Với những con chip Snap rất là mạnh và pin 5000 kèm công nghệ sạc nhanh. Ôi thôi rồi, xong luôn. Ưu hình quá, chạy kịp. Đồng đội hỗ trợ tốt, cảm ơn đồng đội nha. Rồi nè, tao quay lại trả thù nè, tụi bay dám ăn hiếp tao. Nhào vô, quất, hốt chú. Oh no, không kịp nữa rồi. Đã quá trời đợi thứ tha để quay lại như lúc ban đầu. Mình đã hạ được một vị hạ 2 và hỗ trợ 4, cũng khá là tuyệt vời cho một con Toro. Trước khi kết thúc một trận đấu thì mình sẽ phải hạ được một đứa nè. Vô chức, trời ơi, thằng Gildas, mày làm gì mà mày dặn đẻ sao mày ôm cho tao dữ vậy. Kết thúc nè, mày hả bưởi. Rất tiếc là không phải mình chấm dứt mà là người ta chấm dứt. Bộ mình chơi hay quá các bạn ơi. Đánh những trận đấu mà có đồng đội tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời thì quá là ngon. Không còn gì để chê nữa. Dứt nè, vẫn không hạ được người ta, lại phải ăn ké thôi. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Thì mình vừa test Liên Quân Mobi trên Realme C3 với giá là 2.990.000 cho phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Những bạn nào đã có dự định mua Realme C3 thì đây là một sự lựa chọn tuyệt vời nha. Theo như mình là chơi cũng khá là ok, mặc dù không match setting được. Nếu các bạn cảm thấy video này hay, đừng quên subscribe, đăng ký kênh, like và share là nhiều để ủng hộ cho Hoàng Tiền Retest. Cảm ơn và tạm biệt các bạn.